Báo cáo chính trị tại đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân khu 2 đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần hướng về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhiều nhiệm vụ chiến lược về quân sự, quốc phòng trên địa bàn Tây Bắc, chủ động điều chỉnh thế trận quốc phòng phù hợp với sự phát triển của tình hình thực tiễn từng địa bàn, phối hợp đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Các ý kiến phát biểu thảo luận tại đại hội đã thể hiện sâu sắc ý chí, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 gửi đến đại hội. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ quân khu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 và 13 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội đã thống nhất cao, đề ra 11 chủ trương giải pháp lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu bế mạc đại hội, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 2 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau đại hội, các tổ chức đảng cần tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu thấu suốt những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong nghị quyết đại hội, đồng thời bổ sung hoàn thiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, sâu sắc và khoa học, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.